Dạ thưa sư, đã đến giờ con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru pe ghi ri si ca ra ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga mê ta ru wa na ga ha ne ghe ha wa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa mê yak kha gan thap ba na ga ti than ta san ti ke yang muni wa ga wa cha nang sa tha vô mê su nam tu tham mas sa wa na ka lo ayam pa dan ta tham mas sa wa na ka lo ayam pa dan ta tham mas sa wa na ka lo ayam pa dan ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami. Sang khang saranang gacchami, dutiyam phi buddham saranang gacchami, dutiyam phi dhammam saranang gacchami, dutiyam phi sang khang saranang gacchami, tatiyam phi buddham saranang gacchami, tatiyam phi dhammam saranang gacchami. Tất cả yam phi sang khang sang nang gat cha mi iti pi so pha ga wa a la hang sam ma sam bút tho vít cha cha ga na sam pan no su ga to lo ga vi du anut ta ro bu i sa dam ma sa ga thi sa tha de hu a ma nu sa nang bút tho pha ga wa ti na ti me sa ga nang an yang Buddho me saranang warang ete na satchawat che na hotu me jaya mangalang uttamang ge na wandehang padapam sum waruttamang Buddheyo kalito doso buddho kamatupang mamang Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang vedita bhavunyuhi tinatthi me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satchavacchena hotu me jaya mangalang Uttamang ge na vandehang dhammang charuvi sangvarang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang suppatipanno bhagavato savaka sangho uccuppatipanno bhagavato Savaka Sangho, Nyaya Patipanno, Bhagavato, Savaka Sangho, Samiji Patipanno, Bhagavato, Savaka Sangho, Yadidam Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pukkala Esa Bhagavato, Savaka Sangho. Ahu nay yo, pahu nay yo, dakhi nay yo, anjali karani yo, anuttarang, bunyakhetang lokasa,
Sinati me saranang anyang sangho me saranang warang etai na satjawat che na ho tu me jaya mangalang utamange na wandehang sangkan jadui kota mang sangkeyo kalito doso sangho kamatutang mamang Wanda mi che di yang sap bang sap bat tha ne supatit ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thinh vut tha ru bang sa ka lang sa da sam vut tha ap tha vi sang cha đoà đa sang cha sa ha sa kê bang cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ang Đề sang thầm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hàm tòa sắp đề u bắt đa quê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tô sam bút thê bánh cha bánh nhà sang cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ang se sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang na ma ca ra nu pha we na ham toa sap de u pat da we a ne ca an ta ra ya pi vi na sam tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê áp ta chát ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng te sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na hằng toa sap de u pat da we a ne ca an ta ya pi vi na sam tu a se sa to sap de purati maya di saya satta awe ra sukhi hon tu sap de purati maya anu di saya satta awe ra sukhi hon tu sap de dang khi na ya di saya satta awe ra sukhi hon tu sap de dang khi na ya anu di saya satta Awe ra sukhi hon tu sap de pat chi ma ya di sa ya satta. Awe ra sukhi hon tu sap de pat chi ma ya anu di sa ya satta. Awe ra sukhi hon tu sap de uttara ya di sa ya satta. Awe ra sukhi hon tu sap de uttara ya anu di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de upari ma ya di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de hetti ma ya di sa ya satta awe ra sukhi hon tu sap de satta awe ra hon tu sukita hon tu nit duk kha hon tu áp cha bát cha hon tu ani kha hon tu đi kha yu kha hon tu a ro ga hon tu sam bát ti hi sam ít chan tu su khi áp ta năng ba ri ha ram tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha ba ya bát ta cha nít ba ya so kha bát ta cha nít so kha hon tu sap Đề tì bà ni nô A ca sát tha cha phun ma tha đề qua na ga Ma hi thi ca phun nhăn nô A nu mô đam tu chi răng rắc kham tu sa sa năng A ca sát tha cha phun ma tha đề qua na ga Ma hi thi ca Bun nhang no anu mô đam tu chi răng ra kham tu no ga ru a ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đam tu chi răng ra kham tu
ta dunya ta yo akasatta cha pummatta devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhan upanino akasatta cha pummatta devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhan Khan puno sada idang watano punyang asawakaya wang o tu anagate kale. Sa thụ, sa thụ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Huy Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào lớp. Giờ hôm nay mình học thêm nay mình học thêm một phần mới làm tức là trong ba phần của 24 tâm dục giới tình hảo. Thì hôm nay mình học cái phần số 3, đó là phần tâm tố dục giới hữu nhân. Tâm tố dục giới hữu nhân. Thì bây giờ mình đọc bài trước rồi sau đó chúng ta sẽ nghe giảng. Sa hê tu ca ca ma va cha ra ki ri ya chi tang so ma na sa sa ha ga tang nya na sam yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang so ma na sa sa ha ga tang nya na vi pi yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang Upekha sangatang nhana sambyutang asankharika mekang sasankharika mekang Upekha sangatang nhana vipiyutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani Athapi sahetuka kama vajara kiriya chitani nama Ichewang sapathapi chatuk tu vi sati sahe tukka kama vachara kusala vipaka kiriya chitani sappatani. Rồi lần nữa ha. Sahe tukka kama vachara kusala chitang. Xin lỗi. Sahe tukka kama vachara kiriya chitang. Cô bảo đó không biết thì cô bảo không nghe. Cô bảo không nghe. Bằng asankharika mekang sasankharika mekang. So mana sasanga tang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sanga tang nyana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sanga tang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti Imani athapi sahetuka kama vichara kiriya chitani nama Ichewang sapathapi chatutu vi sati sahetuka kama vichara kusala vipaka chitani sapatani. Rồi đó là phần Bali làm có sahetuka kama vichara kusala chitang là tâm tố dục giới hữu nhân. Câu số 1, 2 đó là Somanasa Sangatang Nyana Sambayutang Asankharikang Ekang với lại Sasankharikang Ekang. 24 tâm dục giới tình hảo này chứ là ở trong văn bản Apithamatha Sangha chúng ta thấy là viết giống nhau hết. Tức là tâm thiện, tâm quả, tâm tố. Nó chỉ khác nhau ở cái tựa hoặc là cái đoạn kết thôi. Cái tựa là sư thêm vào thôi. Mà khác nhau ở cái đoạn kết đó là
imani atthapi sahe tuka kama vachara kiriya chitani nama. Nó chỉ khác nhau ở câu này. Cho nên ở trong tiếng Việt mình đã kiêm dịch thì mình phải thêm từ nó mới được. Tức là nếu mà tâm thiện thì mình thêm chữ thiện vào. Nếu mà tâm quả thì mình thêm chữ quả vào. Và tâm tố thì chúng ta phải thêm chữ tố vào. Chứ trong Bali nó không có, nó chỉ có ở cái tựa thôi. Thì mình có đó là một tâm tố thọ hỷ hợp trí vô trợ, và một tâm tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ, đó là tâm số 1, số 2. Rồi một tâm tố thọ hỷ ly trí vô trợ, rồi một tâm tố thọ hỷ ly trí hữu trợ, là số 3, số 4. Mấy chữ này nó giống bài hôm trước rồi, cho nên sư không cần nói từng từ nữa. Câu số 5, tâm số 5, số 6 đó là một tâm tố thọ xả hợp trí vô trợ, rồi một tâm tố thọ xả hợp trí hữu trợ. Số 7, số 8 thì một tâm tố thọ xả ly trí vô trợ, một tâm tố thọ xả ly trí hữu trợ. Chữ sát sanh Arika me con tí ở đây thì mình tách nó ra, sát sĩ căng rồi ý tí. Tức là tám tâm này sahi tu ca kama vichara kiriya chitani nama, gọi là tâm dục giới, gọi là tâm tố dục giới hữu nhân. Còn cái câu cuối này là cái câu kết cho cả ba trường hợp, tức là vừa thiện vừa quả vừa tố. Cho nên mình có cái chữ là kusala vipaka kiriya chitani, tức là có ichi quang sapatha pi chatu vi sa ti sa hệ tu ca ca ma wa cha ra vi pa ca chi ta ni sap samat ta ni i chi quang, ở đây tức là i tí với là i quang, dịch nó là như vậy. Như vậy thì có tất cả sapatha pi với samat ti ta ni này, tạm dịch nó là có tất cả, có tất cả 24 tâm dục giới hữu nhân. 24 tâm dục giới hữu nhân, tức là sahe tu ka kama vachara, tức là cái chữ chitani ở phía sau này. 24 tâm dục kama sahe tu ka kama vachara, đây là tâm dục giới hữu nhân gồm thiện quả và tố, theo cái chữ Pali dịch sát với chữ Pali là vậy. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc. Cô Phúc Quỳ Trung mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, kính mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, cái chữ somas xá xá há gấp tăng somanas sư. Thưa sư. Cái chữ này thiếu chữ N nè. Xin lỗi. Để sư sửa lại một tí ha. Nhắc mấy bài trước nó lại không thiếu một cái chữ này, nó lại thiếu ta. Lớp chờ sư một tí sư. Gì cái Sumana
Rồi Somanasasahagatang ha. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Xá hê tú ca kama vachara kiri giá chít 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 rồi mất rồi chít tăng so manas sa sa ha ga tăng nhà nhà ná sam bá yut tăng asankari ka me căng sa sankari ka me căng so manas sa sa ha ga tăng nhà ná vip bá yut tăng asankari ka me căng sa sankari ka me căng upekha sa ha ga tăng nhà ná sam bá yut tăng asankari ka me căng sa sankari ka me căng upekha sa ha ga tăng nhà ná vip bá yut tăng asankari ka me căng sa sankari ka me căng tí imani athabi sa hệ tú ca kama vachara kiriya chitta ni ni nama ichche vang sappa thapi chatu visa sati visati sa hệ tú ca kama vachara kusala vipaka kiriya chittani samatani thưa sư xin hết. Dạ kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài. Sa hê tu ca kama vachara kiriya chittang somanat sa sa ha ga tang nhà ná sam bá yết tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng so ma na sa sa ha ga tăng nhà ná vi pa yết tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng u pa kha sa ha ga tăng nhà ná sam bá yết tăng a sang kha ri ca mê căng sa sang kha ri ca mê căng upekha sahagatang nyana vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang ti inam imani athapi sehatukka kama vachara kiriya chittani nama ichchewang sapathapi chatu visati sa hệ tu ca ca ma wa cha ra ku sa la wi pa ka ki ri ya chi pa ni sa ma pa ni. Dạ con xin hết ạ. Ăn lớp đại sư tí nè, sư chỉnh cái này tí nữa. Rồi đọc đi. Dạ, xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Các người chú cá cà mà vắt cá rác chú ý già chút tầng. Cô má bắt cá má rách tầng, nhà má không có giúp tầng. Á sẵn thà với cá mê tầng, có sẵn thà với cá mê tầng. Cô má bắt cá má rách tầng, nhà má không có giúp tầng. Á sẵn thà với cá mê tầng, có sẵn thà với cá mê tầng. Upekha, hai gắt tang, yamakam bayu tang. Upekha, hai gắt
sa hề tu ca ca ma wa cha ra cu sa la vi pa ca ki ri ya chi ta ni sa ma ta ni. Dạ, thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài. Sa hề tu ca ca ma wa cha ra ki ri ya chi ta ni sô ma lát sa sa ha ra tăng nhà ná san tá rút tăng a san kha ri ca mê căng sa san kha ri ca mê căng sô ma lát sa sa ha ra tăng nhà ná vít tá rút tăng a san kha ri ca mê căng sa san kha ri ca mê căng u bích kha sa ha ra tăng nhà ná san tá rút tăng a san kha ri ca mê căng sa san kha ri ca mê căng Ubekha saha gatang Nyana vipa vipang Asan khari kame kang Asan khari kame kanti imani ekhati Sahetu kakama vajara kiri ra Chittani nama ikkewam Sapa khati Chatuvi sati Sahetu cá kama vajara kusala vipa cá kiriya chittani samatani. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An Nhiên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Sa hề tú cá kam kama vajara kiriya chittang so manasa sahaga tang nyana sambayutang asankhalika mekang sasankhalika mekang so manasa sahaga tang nyana vipayutang asankhalika mekang sasankhalika mekang uvekha sahaga tang nyana sambayutang asankhalika mekang sasankhalika mekang uvekha sahaga tang nyana vipayutang asankhalika mekang sasankhalika mekanti imani athabi sahe dukkha ma vacara kiriya cittani nama icche wan sap sappathabi chatuvi sati sahe dukkha dukkha ma vacara kusala vibhaga kiriya cittani samattani. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Sa hệ tu ca ca ma vá chá ra kí ri ya chí tăng so ma na sa sa gá tăng nhà na sam bá yu tăng a sang khá ri ca mê căng sa sang khá ri ca mê căng so ma na sa sa gá tăng nhà na vi pa yu tăng a sang khá ri ca mê căng sa sang khá ri ca mê căng ô bê khá sa gá tăng nhà na sam bá yu tăng a sang khá ri ca mê căng sa sang khá ri ca mê căng ô bê khá sa gá tăng nhà na vi pa yu tăng asankharika mekang sasankharika mekanti imani athapi sahetuka kamma vacara kiriya cittani nama ichewang samathapi chatuvi sati sahetuka kamma vacara kusala vipaka kiriya kiriya cittani samatani. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Thích Nguyễn ạ. Dạ thưa con kính lãnh đại sư con xin phép được đọc. Sa hề tu ca ca ma wa cha ra khi ri ya chi tăng so ma na sa ha sa sa ha ga tăng nhà nhà sam pa yu tăng a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang so ma na sa sa ha ga tăng nhà 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 vip pa yu tăng asankharika mekang sasankharika mekang upakha sahagatang nyanya sabbayutang asankharika mekang sasankharika mekang upakha sahagatang nyanya vipayutang asankharika mekang sasankharika mekanti imani Thapi sahe sahe tuka kama vacara kiriya cittani nama ichewang
sappa tapi chatu wisati sahe tuka kama wacara kusala vipaka kiri ya chitta ni sammata ni. Dạ thưa con xin hát. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sahe tuka tuka kama wacara kiri ya chittang so manasasa hagatang nyana sampajuttang asangkharika mekang sasangkharika mekang so manasasa gahatang nyana vipajuttang sasangkharika mekang sasangkharika mekang upekkha sahagatang nyana sampajuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekkha sahagatang nyaja vipassuttang asankharika mekang mekang sasankharika mekanti imani ithappi sahetuka tuka kama vacara kiriya cittani nama ice wang sabathapi catu visati sabbe tuka tuka kama wacaraku salavipaka kiriza citani sama samatani. Bạch sư con xin hết ạ. Sao mà học lớp Bali đọc nghe chúng mà học lớp Vi Pháp đọc nghe kỳ cục hả? Bạch sư hôm nay con mới vào bước lớp lại. Trời ơi. Con nghỉ mấy buổi, nhiều buổi rồi hôm nay con bắt đầu vào lại. Con xin sửa giúp ạ. Dạ, xin rồi, mời Hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Sehe tuke kama wachara kiriye chittang so manasa sahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang so manasa sahagatang nyana vibayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekkha sahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang uvikha sahagatang nyana vibayutang asankharika mekang sasankharika mekanti imani athapi sahetuka kama vacara kiriya cittani nama ichewang sabba habi chetu visati sahetuka kama vacara kusala vipaka kiriya cittani samatani. Dạ thầy sư xin hát. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thầy sư xin đọc. Sahetuka kama vacara kiriya cittam so manas sasahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang so manas sasahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekkha sahagatang nyana sambayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekkha sahagatang nyana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetuka kama vacara kiriya cittani nama icce wang sappathapi catu visati sahetuka kama vacara kusala vipaka kiriya cittani samatani. Dạ thưa sơn xin hát. Dạ xin mời Phật tử An ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư và con xin đọc bài. Sahe tuka kama vacara kiriya cittang somanasaha gatang nyana sampa yutang asangka kika mekang
sa sang ca ri ca me căng so ma na sa sa ha ga tăng nhà na vip pa yut tăng a sang ca ki ca me căng sa sang ca ri ca me căng u pe ca sa ha ga tăng nhà na sam pa yut tăng a sang ca ki ca me căng sa sang ca ri ca me căng u phê ca sa ha ga tăng nhà na vip pa yut tăng a sang ca ki ca me căng sa sang ca ri ca me căn ti i ma ni attha pi sa he tu ca ka ma va cha ra ki ri ya citta ni na ma icche văn sabba tha pi chatu vi sati sahe tu ka ma va sahe tu ka ka ma vacaka vacara ku sala vipat ka kiri ya cittani samattani. Dạ, thưa sư con xin cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Sa hê tu ca ca ma va cha ra vi ri ra chit tăng so ma na sa ha ha ga tăng so ma na sa ha ga tăng nhà na sa nhà na sa Barut tang asan kari kame kang sasan kari kame kang so manat sasahara tang na nya na vip nya na vip barut tang asan kari cám mê căng sa san ca vi cá mê căng u bích ca sa há cá tăng nhà ná sa nhà ná sam ba rút tăng a san ca vi cá mê căng sa san ca vi cá mê căng u bích ca sa há cá tăng nhà ná bá rút tăng á san kha rí ra rí cá mê căng xá san kha rí cá mê căn tí căn tí căn tí ý ma ní hát thá bi xá hề tu ca ca ma quá chá ra ký rí ra chít ta ní nam á ích chê quang sắp bá thà ý chá tú quỳ sá tí xà hê tú cá ca mà quá chá rá cú xá lá quý ba cá ký rí ra chít tà ní xá mát tà ní. Dạ, thưa sư, con đã học xong, con xin chúc mừng. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Sa hề tu cát cà mà qua cha ra kri già chi tằng sô mana sa sa ha ga tằng nhà na sầm ba du tằng a sằng khà ri ca mề càng sa sằng khà ri ca mề càng sô mana sa sa ha ga tằng nhà na quý ba du tăng a sằng khà ri ca mề càng sa sằng khà ri ca mề càng u bê khà sa ha ga tăng nhà na sầm ba du tăng a sằng khà ri ca mề càng sa sằng khà ri ca mề càng u bê khà sa ha ga tăng nhà na quý ba du tăng a sằng khà ri ca mề càng sa sằng khà ri ca mề càng.
ti ima ni attabisa he tukakka ma wachara kiriya citta ni nama ikche wang sabbatha vichattu vi sati sa he tukakka ma wachara kusala vibhaka kiriya citta ni samatta ni. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ thưa sư, hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Dạ, có quý vị nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi đó thưa sư. Rồi. Bây giờ chúng ta học bài. Thì nói lại hôm trước là tâm dục giới tinh hảo mình có 24 thứ, trong đó mình có 8 tâm thiện. Tám tâm thiện dục giới, tám tâm quả dục giới hữu nhân, tám tâm tối dục giới hữu nhân. Thì hai phần trước là mình đã học rồi, hôm nay mình sẽ học tám tâm tối dục giới hữu nhân. Thứ một là có định nghĩa, thứ hai là phần bài học đó là tám tâm tố dục giới hữu nhân. Thứ ba là tâm tố dục giới hữu nhân có ba khía cạnh. Thứ tư là tâm tố dục giới hữu nhân phối hợp với tâm sở. Thứ năm là tâm tố dục giới hữu nhân tương ứng nhân. Thứ sáu là phần sự của tâm tố dục giới hữu nhân. Thứ tám là tâm tố dục giới hữu nhân nương môn. Thứ 8 là tâm tối dục giới hữu nhân nương vật. Thứ 9 là tâm tối dục giới hữu nhân biết cảnh. Thứ 10 là tâm tối dục giới hữu nhân sinh ở hạng người. Và thứ 11 đó là tâm tối dục giới hữu nhân sinh ở các cõi. Thưa sư, không có thấy màn hình mà sư đọc bài á sư? Ồ, không thấy hả? Dạ, chỉ thấy cái bản Xá Hê Tú Cá thôi hả sư? Sao kỳ vậy? Sao lại không thấy? Thấy chưa? Dạ rồi sư. Dạ thấy rồi sư. Thì đây là 10 phần của bài học. Số 1 đó là nói về định nghĩa. Thì gọi là tâm tối dục giới hữu nhân ở đây là vì cái tâm tố này nó có nhân tương ưng, nó đối lập lại hôm trước mình học cái phần tâm tố vô nhân. Tức là hôm trước mình có ba tâm tố vô nhân, đó là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm khai và tâm sinh tím. Thì còn hôm nay thì chúng ta học lại đó là tâm tố dục giới hữu nhân, tức là những tâm mà nó có nhân tương ưng, nó vừa có nhân
để nó sanh khởi, nhưng mà nó vừa có nhân tương ưng hỗ trợ trong lúc nó sanh khởi. Tâm tố hữu nhân này nó cũng nó còn có một cái tên gọi giống như là tâm thiện, còn có tên gọi là tâm đại thiện, tâm quả còn có tên gọi là tâm đại quả. Cho nên tâm tố diệt nghĩa hữu nhân này người ta cũng gọi nó là tâm đại tố. Vì mặc dù tâm tố này được sanh khởi ở nơi cơ tánh của bậc thánh A-la-hán, nhưng mà bậc A-la-hán thì ở trong đời sống hàng ngày, ngoại trừ trường hợp mà nhập thiền, để trong đời sống hàng ngày đó là thí dụ như là những hành động được xem là thiện như thuyết pháp, đi trì bình khất thực và hướng dẫn cho người ta tu tập, thì ở trong trường hợp đó đều được thực hiện bằng tâm tố dục giới hữu nhân, đều được thực hiện bằng tâm tố dục giới hữu nhân. Yeah. Tức là những hành động bằng thân khẩu ý trong sinh hoạt đời thường của bậc thánh A-la-hán đều được làm bằng tâm tố dục giới hữu nhân. Nó có thể là ly trí hoặc là hợp trí. Tâm tố dục giới hữu nhân này cũng có khả năng đó là biết được các cảnh, tức là dù là bậc thánh A-la-hán nhưng mà các ngài vẫn nghe ngửi thấy, nghe ngửi thấy, nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, và cũng có cảnh, cũng biết được cảnh pháp, tức là có suy nghĩ bình thường. Yeah. Chỉ có điều là trong cái suy nghĩ của các ngài thì trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng hoặc là suy nghĩ của các ngài thì không có bị chi phối bởi tâm bậc thiện. Sinh ở nhiều cõi, tức là bậc thánh A-la-hán sinh ở cõi nào thì tâm tố dục giới hữu nhân cũng có cơ hội sinh ở cõi đó. Yeah. Thì đó là liên quan đến định nghĩa. Thứ hai đó là phần tâm tố tám tâm tố dục giới hữu nhân. Cái phần này là phần mình cần phải học thuộc lòng. Thì đây là nhóm 24 tâm dục giới tình hảo. 24 tâm dục giới tình hảo. Đây là 8 tâm thiện, đây là 8 tâm quả. Và cái phần cái hàng cuối này là 8 tâm tố dục giới hữu nhân. Thì có đó là tâm tố thọ hỷ, hợp trí vô trợ, tâm tố thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, tâm tố thọ hỷ, ly trí vô trợ, tâm tố thọ hỷ, ly trí hữu trợ, tâm tố thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm tố thọ xả, ly trí hợp trí hữu trợ, tâm tố thọ xả, ly trí vô trợ, tâm tố thọ xả, ly trí hữu trợ. Trong phần cái bài học của mình nãy là nó có chữ số 11 đó. Dịch ở trong Bali thì theo Bali mình dịch vậy, nhưng mà qua bên đây mình dịch để mình dễ nhớ, mình bỏ chữ một nó đi cho nó gọn lại. Thì đây là phần bài học mà chúng ta phải thuộc lòng, là lúc nào cũng phải thuộc lòng, nói tới là biết liền và nhớ liền. Thứ ba là nói về ba cái khía cạnh, ba khía cạnh của tâm tố dục giới hữu nhân. Nhất là nói về cảm thọ. Cảm thọ thì các bậc thánh khi mà thấy nghe ngửi nếm đụng thì vẫn có thọ hỷ hoặc là thọ xả bình thường. Yeah. Chứ không phải mình cứ nghĩ là bậc thánh A-la-hán đâu biết gì nữa cho nên lúc nào cũng thọ xả, phải vậy. Yeah. Tức là thí dụ như là có trường hợp mà cảnh lớn, cảnh rất lớn tác động đến đến tâm, thì thí dụ như là trong lúc mà các vị nghe Đức Phật thuyết pháp
hoặc là ví dụ như là vị Sa Di là bậc thánh A La Hán, được nghe vị trưởng lão là bậc thánh A La Hán thuyết pháp, nghe xong người tâm hoan hỷ, ví dụ vậy, cả trong trường hợp đó vẫn là thọ hỷ bình thường. Vẫn là thọ hỷ bình thường, hoặc là cũng có trạng thái đó là thọ xả. Tức là trạng thái này xảy ra bình thường đối với các bậc thánh A La Hán. Thứ hai đó là động cơ, tức là vô trợ và hữu trợ, tức là tâm của các vị A La Hán nó là vẫn có xảy ra, đó là trường hợp vô trợ và hữu trợ. Không ở trong trường hợp vô trợ và hữu trợ, nó nếu mà nói về người phàm phu mình thì nói tâm thiện, thì ở bậc thánh A La Hán có tâm tố thì cũng có vô trợ và hữu trợ. Tức là có những công việc các ngài làm á, cũng bằng tâm vô trợ, có những công việc các ngài làm á, cũng bằng tâm hữu trợ. Chứ không phải lúc nào nó cũng vô trợ không. Ví dụ như là khi các ngài đến nhà, hoặc là các ngài vào làng để khất thực, rồi khi thọ thực xong mình thỉnh thì các ngài mới thuyết pháp, còn không thỉnh thì các ngài không có thuyết. Ví dụ vậy, thì trong trường hợp thỉnh xong các ngài mới thuyết pháp thì ở trong trường hợp đó được xem là thực hiện với tâm hữu trợ. Thực hiện với tâm hữu trợ. Hoặc là trong trường hợp chúng ta thấy một số trường hợp mà người ta thỉnh Đức Phật thuyết pháp mà không thỉnh Đức Phật ngài mới thuyết pháp, thì ở trong trường hợp đó cũng được xem là hữu trợ. Thứ hai đó là tri kiến, liên hệ đến hợp trí và lý trí. Thông thường mình sẽ nghĩ là bậc thánh A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, mình sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà hễ mà luôn luôn có chánh niệm thì phải luôn luôn là hợp trí. Tại chánh niệm là cái nếu mà niệm không á thì nó có thể là không có trí, tại là tâm sở niệm á, thuộc về tâm sở tình hảo. Tâm sở tình hảo nó có mặt ở trong tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Nhưng mà niệm á, nó đôi khi nó có trí, đôi khi nó không có trí, tại niệm khác, trí khác. Nhưng mà khi mình gọi là chánh, khi mình hỏi gọi là chánh niệm thì ở trong đó nó phải có trí. Phải có trí. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong tám tâm tố cũng có trường hợp đó là hợp trí, cũng có trường hợp đó là ly trí. Ở trong trường hợp nào mà thí dụ công việc nào, trường hợp nào mà ngài cần suy xét thì trong trường hợp đó là các ngài sử dụng trí. Còn nếu mà trong đời sống bình thường, trong cái công việc bình thường thì không cần thiết sử dụng trí thì các ngài không dùng. Cho nên nó vẫn có những trường hợp tâm sinh lên đó là ly trí là vậy. Cái đó là liên quan đến động cơ. Cái thứ tư đó là tâm tố dục với tình hảo phối hợp với tâm xả. Thì mình cũng để ý đó là vì tâm tố cũng là một dạng tâm tốt ở trong trường hợp này. Cho nên mình sẽ lưu ý đến hai nhóm tâm xả, đó là 13 tâm xả tờ tha và 25 tâm xả tình hảo. 25 tâm sở tình hảo. Thì trong 13 tâm sở tà tha này á, trong trường hợp nào mà tâm sở tà tha mà tâm nó tâm tố thọ hỷ thì bỏ hỷ ra, thì trong trường hợp đó mình chỉ còn lấy được 12 tâm sở tà tha. Trong 25 tâm sở tình hảo này mình chia nó ra thành hai nhóm. Trong đó mình có 19 tâm sở tình hảo biến hành, tức là nó luôn luôn có trong các tâm tình hảo, trong đó có cả 8 tâm tố. Rồi mình có 6 tâm sở biệt cảnh. 6 tâm sở biệt cảnh. Thì trong 6 tâm sở biệt cảnh này á, hôm trước mình học về 8 tâm thiện á,
Thì nếu mà tâm nào hợp trí thì nó có tâm sở về quyền. Còn còn lại nếu mà ở trong trường hợp người đó có giới, thì có chánh ngữ hoặc là có chánh nghiệp hoặc là có chánh mạng, hay là có bi hoặc là có tùy hỷ, nó có thể có một trong năm anh này. Và đó là tâm thiện. Còn tâm quả vì nó là kết quả cho nên nó không có bài với phần, nó cũng không có hai vô lượng phần, nhưng mà nó có trí. Ở trong tâm quả hợp trí thì nó có tâm sở tệ quyền, vì nó là kết quả được tạo từ tâm thiện hợp trí. Rồi đối với tám tâm tố, thì tâm tố vì tâm tố chỉ sanh nơi cơ tánh bậc thánh A La Hán, mà bậc thánh A La Hán vì đã đoạn trừ được tất cả các phiền não cho nên không có ba giới Phật. Dạ, cho nên mình bỏ hẳn ba giới phần ra. Ở trong tâm tố nào hợp trí thì mình lấy thêm tâm sở tài quyền. Nếu mà bậc thánh A-la-hán á, khi nào các ngài có tâm từ, khởi lên tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh được an vui, thì lúc đó là có, xin lỗi, có tâm bi. Lúc nào mà các ngài khởi tâm, khởi lên cái tâm đó là muốn giúp chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ bằng cách thuyết pháp chẳng hạn, thì lúc đó ngài có tâm bi. Hoặc là lúc nào ngài thấy vui thích với cái việc thiện mà người khác đã làm, các bạn đồng phạm hạnh đã làm, thì cái đó là tâm tùy hỷ. Cho nên như vậy thì trong ba tâm sở, trong sáu tâm sở biệt cảnh thì ba cái phần mình bỏ nó đi, còn lại ba hai vô lượng phần và tâm sở tệ quyền. Tâm sở tệ quyền chỉ có trong tâm tố hợp trí. Riêng hai bi và tùy hỷ, hai tâm sở vô lượng phần này nếu mà nó có thì nó chỉ có một thôi. Cho nên người ta gọi nó đó là bất định và đi riêng nhóm tâm sở này. Thì đó là phần tâm tố phối hợp với tâm sở, tâm tố dục giới hữu nhanh phối hợp với tâm sở. Tức là về tổng quát thì chúng ta chỉ có 35 tâm sở phối hợp trừ 3 giới phần. Bây giờ chúng ta mời lớp giơ tay lên để mình tập tính tâm tố, để xem coi mỗi một tâm tố như vậy nó có được bao nhiêu tâm sở phối hợp. 22 đi, tại nó cái hữu trợ với vô trợ nó không có thay đổi. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi người tính 2 tâm. Giờ ai tính nữa? Rồi mời cô Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn tính đi. Dạ thưa sư, con xin tính tâm thứ nhất và tâm thứ hai là tâm đại thố, tâm đại tố, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ và hữu trợ. Thì gồm 13 tợ tha, vì là thọ hỷ nên lấy hết 13 tợ tha. Và 19 tâm sở tịnh hảo biến hành là nhất định có. Và tâm vì là hợp trí nên là có tâm sở tệ quyền. Và có thể có thêm một trong hai tâm vô lượng phần là nhất định là có 33 hoặc là 34. Dạ thưa sư, con xin hết. 33 hoặc 34 hoặc là 34. Rồi, được rồi. Dạ, Quang Thanh có lên tính không hay là Quang Thanh à, cô Quang Thanh có tính được không? Thì giơ tay nè. Giơ tay từ hồi trước khi đọc. Dạ. Dạ xin mời quý vị ạ. Có ai tính được giơ tay lên. Dạ xin mời Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin tính cái tâm thứ hai với tâm thứ ba là tâm tố, thọ hỷ, ly trí, tâm thứ ba và tâm thứ tư.
tâm thứ ba, tâm thứ ba là tâm tố thọ hỷ ly trí vô trợ và tâm tố thọ hỷ ly trí hữu trợ ạ. Thì tâm tố là mình lấy hết 13 sở hữu tự tha, mà thọ hỷ thì mình lấy luôn thọ hỷ là 13 cộng với lại 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành nữa là 13 với 19 là 32 trừ 3 giới phần. Khi mà thọ cái gì thọ gì quên rồi, thọ ly trí, à khi mà nếu mà khi bậc A La Hán mà có tâm bi thì mình cộng thêm bi nữa là 32 và ly thì trừ 32. Con thưa sư, con 32 thì chắc chắn, tại vì ly trí thì không có sở hữu trí tuệ tệ quyền, thì như vậy là chắc chắn là 32. Dạ thưa sư, con xin trả lời là 32. Dạ thưa sư, đúng không ạ? Ba 31 bi hoặc lý trí. Dạ thưa sư, con tính này chắc chắn là 32. Nếu có bi thì không có quỷ hỷ, và lý trí thì không có tâm sở tệ tiền thì là 32. Dạ thưa sư, đúng không ạ? Có bao nhiêu? Dạ thưa sư là 32 ạ. 32. 13 sở hữu tự tha cộng với 19 tịnh hảo biến hành là 32, cộng thêm một cái là bi hoặc là tỳ hỷ là 33. Trừ ly trí. Chắc chắn là bao nhiêu? Dạ chắc chắn là 33. Chắc chắn là sao 33 được? Chắc chắn là 32, có thể là 33. Tại vì dạ, khi nó có bi và tùy hỷ. Dạ dạ, như vậy là chắc chắn có thể là không có. Dạ. Như rồi. Vậy là chắc chắn là 32. À là ấy nữa là 33. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin nói về hai tâm tố thọ xã. Hỗ trợ và vô trợ. Thì phối hợp được 12 sở hữu tự tha trừ ra sở hữu hỷ và 19 sở hữu tịnh hảo. Tại vì bậc thánh nhân là không có sử dụng trí với lại năm tâm. Ai nói bậc thánh nhân không sử dụng trí, nói kỳ vậy? Dạ. Yeah, bạch sư con nói lại. Yeah. Bạch sư con xin nói lại là 12 sở hai tâm tố hai. Hai tâm đại tố thọ xã, hỗ trợ và vô trợ phối hợp được 12 sở hữu tự tha trừ hỷ và 19 sở hữu tịnh hảo là chắc chắn, và sở thêm sở hữu trí tuệ, một sở hữu trí tuệ nữa là 32. Xong chưa? Dạ thưa xong ạ. Còn bi và tùy hỷ gì? Nếu mà thêm bi hoặc tùy hỷ vô thì cái đó là không có chắc chắn, là thêm một nữa là 33. Vậy là chắc chắn bao nhiêu? Chắc chắn không bao nhiêu?
Cô bảo mở mic. Bạch sư, nè, chắc chắn là 32 mà có thể là 33. Rồi. À, mời người tiếp theo. Dạ, xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, thưa sư, con cộng tâm thứ 7, thứ 8 là tâm di tác, họ dạ tâm đại tố, họ xã ly trí, vô trợ, hỗ trợ, dạ cộng 12 tâm sở, tợ tha trừ hỷ, cộng 19 tâm sở tịnh hảo biến hành là 31, trừ trí dạ, là 31, là chắc chắn là 31, hoặc cộng một bi hoặc thi hỷ là 32, dạ chắc chắn là 31 hoặc 32. Dạ. Rồi, đúng rồi, là dạ. Chắc chắn là 31, nếu mà có bi hoặc là tùy thủy thì 32. Rồi, đó là phần tính tâm sở. Ai tính chưa được về nhà tập tính ha. Rồi, tâm tối dục giới hữu nhân tương ưng nhân. Mình có 6 nhân tương ưng, đó là nhân tham lô phá hê tú, nhân sân đô xá hê tú, nhân si mô phá hê tú, nhân vô tham á mô á lô phá hê tú, nhân vô sân á đô xá hê tú, nhân vô si á mô phá hê tú. Thì nhân tham, nhân sân, nhân si á, nó chỉ sanh khởi ở ở tâm bất thiện. Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si á, thì nó sanh ở các tâm tình hảo, trong đó có tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Thì ở trong tâm dục giới, tâm tố dục giới hữu nhân mà nó tương ưng trí thì nó có đầy đủ ba nhân, tức là vô tham, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Nhân vô si ở đây là chỉ cho trí tuệ, tức là tâm thở tài quyền. Còn ở trong trong bốn tâm tố dục giới hữu nhân mà lý trí á, thì nó chỉ có hai nhân thôi, tức là nhân tham và nhân sân. Thì đó là tâm tố dục giới hữu nhân, tâm tố dục giới hữu nhân tương ưng nhân. Bốn tâm tố dục giới hữu nhân hợp trí tương ưng với ba nhân, bốn tâm tố dục giới hữu nhân lý trí tương ưng với hai nhân là nhân vô tham và nhân vô sân. Cái thân này thì dễ thôi. Thứ sáu đó là liên quan đến sự, tức là mình có 14 sự, đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Hôm trước mình học về tâm thiện dục giới hữu nhân. Tâm thiện thì nó chỉ làm được một cái công việc duy nhất, đó là sự động lực, làm việc động lực. Mình học tám tâm quả dục giới hữu nhân thì nó làm được việc, làm được bốn công việc, tức là làm việc na cảnh, rồi làm việc tục sinh, làm việc hộ kiếp và làm việc tử. Hôm nay mình học tâm tố dục giới hữu nhân á, nó cũng chỉ làm được một cái công việc duy nhất, đó là làm việc động lực. Cái động lực này nó xử lý lý cảnh, mà những cái điều là tâm tố dục giới hữu nhân ở trong trường hợp này nó xử lý cảnh, nhưng mà nó không anh em không để lại cái tâm quả giống như là tâm thiện. Do cái tâm tố dục giới hữu nhân nó là cái tâm mà nó chỉ có cái hành động, nhưng mà nó không để lại cái kết quả đưa đến cái đời sống tái sanh, và cái phiền não nó đã đoạn trừ hết. Với lại cái thường á, một cái tâm mà tạo thành nghiệp để đưa đến tái sanh á, nó liên quan đến tư tâm sở, nó tích lũy cái nghiệp. Nhưng mà tư tâm sở nó có hai cái công việc. Một đó là
nó tích lũy nghiệp để đưa đến cái đời sống tái sanh. Thứ hai đó là nó chỉ làm cái công việc đó là tập trung các pháp đồng sanh thôi. Thì ở trong tâm tối dục giới hữu nhân á, tư tâm sở nó chỉ làm cái công việc đó là tập trung các pháp đồng sanh, chứ nó không có tích lũy nghiệp để đưa đến cái đời sống tái sanh. Yeah. Cho nên tám tâm tối dục giới hữu nhân thì nó chỉ làm được một cái công việc duy nhất đó là việc động lực. Nhân số 8 đó là tâm tối dục giới hữu nhân nương môn. Mình có 6 môn đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì 8 tâm tối dục giới hữu nhân á, vì nó có thể biết đó là biết được đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà muốn biết được cảnh cảnh sắc á, thì nó phải nương ở nhãn môn. Muốn biết được cảnh thinh á, nó phải nương ở nhĩ môn. Muốn biết được cảnh vị á, nó phải nương ở tỷ môn. Muốn biết được cảnh mùi á, nó phải nương ở thiệt môn. Muốn biết được cảnh xúc á, nó phải nương ở thân môn. Mà muốn biết được cảnh pháp á, thì nó phải nương ở ý môn. Cho nên tám tâm tối dục giới hữu nhân á, cũng nương đủ 6 môn nương đủ 6 môn. Thứ hai đó là thứ tám đó là tâm tố dục giới hữu nhân nương vật. Thì có nhãn vật, chắc khu vật thú, nhĩ vật, sô tam vật thú, tỷ vật, khả ná vật thú, thiệt vật, chiếu hà vật thú, thân vật, cài giáo vật thú, y vật, mano vật thú. Ở đây cái vật với cái môn nó khác hẳn. Cái môn là cái cửa để người ta ra vào, còn cái vật là cái nơi mà để người ta trú ẩn. Là cái môn là cái cửa để người ta đi ra đi vào thôi. Cái nơi mà tâm nương để mà sanh khởi nhà đó, thông qua đó có biết cảnh. Còn cái vật đó là cái chỗ nương để mà tâm sanh. Cho nên mình đừng có thấy là ở sáu môn, ở phần môn á, tâm tố nương đủ, tâm tố dù kiểu hữu nhân á, nương đủ 6 môn thì nó đương nương đủ 6 vật, thì nó không phải, nó khác hẳn. Tức là tâm tố dù kiểu hữu nhân á, nó chỉ nương được ý vật, nhưng mà nương ý vật bất định. Lý do sao mà nương ý vật bất định là vì tâm tố này á, chỉ sanh nơi cơ tánh bậc thánh A-la-hán. Mà bậc thánh A-la-hán á, có thể có mặt ở cõi dục giới, có mặt ở cõi sắc giới. Thì nếu mà bậc thánh A-la-hán mà có mặt ở cõi dục giới và ở cõi sắc giới á, tại hai cõi này thì nó có vật. Cho nên tâm tố dục giới hữu nhân á, nó, tâm tố nó nương vật. Tâm tố dục giới hữu nhân nó nương vật. Nhưng mà nếu bậc thánh A-la-hán mà sanh ở cõi vô sắc á, có mặt ở cõi vô sắc á, thì nó có nương vật. Tám tâm tối dục giới hữu nhân mà nó sanh ở cảnh giới đó thì nó không có nương vật. Cho nên mới nói là bất định là vậy. Tức là khi thì nương, khi thì không có nương. Tâm tối dục giới hữu nhân biết cảnh, tức là có 6 cảnh là cảnh sắc rupa ramana, cảnh thinh sada ramana, cảnh mùi gandha ramana, cảnh vị rasa ramana, cảnh xúc puttapha ramana, cảnh pháp tham ma ramana. Yeah.
khi mà chúng ta học kệ cảnh đó, chúng ta mới thấy là các bậc thánh A-la-hán không phải là các lúc nào cũng nhắm mắt, không phải vậy. Mình nghe nói là thu thúc tức là phải nhắm mắt, không phải vậy. Nhưng mà vấn đề là khi mắt nó thấy cảnh sắc đó, cái tâm mình nó như thế nào, thì cái đó nó mới là thu thúc. Tức là tâm tham nó sanh khởi hay không, tâm sân sanh khởi hay không, lúc đó là lúc mà mình cần làm. Thì các bậc thánh A-la-hán thì các ngài vẫn thấy cảnh sắc bình thường, nhưng mà có điều là tâm tham, tâm sân nó có điều kiện sanh khởi. Lý do là cái tâm nó đã được đoạn trừ một cách tận gốc. Trường hợp cảnh thinh hoặc là cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp cũng vậy. Tức là nếu mà âm thanh nghe hay, các ngài vẫn biết hay. Mùi thơm, mùi thúi gì các ngài vẫn phân biệt được. Cảnh vị chua cay gì đó vẫn phân biệt được. Cảnh xúc chạm êm ái hoặc là thô thiển gì các ngài vẫn biết được. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, trong lúc mà người ta đồn là ngài không có biết dành, thì một vị Bà La Môn mới nói là ai mà không dành để ông thử. Thì ông đi từ phía sau đó đấm một đấm thật mạnh vào cái thân cái lưng của ngài Xá Lợi Phất. Từ lúc đó ngài cũng đau. Tại cái đó là sự xúc chạm thô thiển, cái thân vật lý thì vẫn đau bình thường. Các ngài cũng phải suy nghĩ, phải làm gì, phải thuyết như thế nào, như vậy. Thì đó là cảnh pháp. Cho nên tám tâm tố dục giới hữu nhân thì vẫn biết đủ sáu cảnh, vẫn biết đủ sáu cảnh. Tiếp theo là phần người. Người thì mình có 12 hạng người, đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. Thì ở đây giống như nói lúc nãy, bậc thánh A-la-hán, tám tâm tố dục giới hữu nhân chỉ sanh ở bậc thánh A-la-hán, mà A-la-hán tứ đạo. A-la-hán quả nếu mà không có chứng thiền. Còn nếu mà chứng nói theo thiền thì A-la-hán mà tứ quả. Tức là chỉ sanh A-la-hán đạo thì cũng chưa khó, mà phải là A-la-hán quả. Cho nên trong 12 hạng người này bậc thánh A-la-hán chỉ sinh ở hạng người tứ quả, tức là hạng người thứ 12, chỉ sinh ở một hạng người duy nhất. Mười một đó là tâm tố dục giới hữu nhân sinh ở các cõi. Thì ở đây chúng ta có 31 cõi, đó là 11 cõi dục giới, gồm 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. 4 cõi khổ là địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ, Atula. 7 cõi vui dục giới đó là nhân loại, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, khóa lạc, khóa tự tại. Mình có 16 cõi thiền sắc giới, trong đó có 3 cõi sơ thiền là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên. 3 cõi nhị thiền đó là Thử Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. 3 cõi tam thiền đó là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Và 5 cõi tứ thiền đó là Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Thiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cú Cánh Thiên. Từ Vô Thiền Thiên cho đến Sắc Cú Cánh Thiên nó còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là cõi tịnh cư, tức là cõi dành cho bậc thánh người tu tập thiền chứng đắc được, người tu tập
đã chứng đắc được thánh quả hàm và ngũ thiền. Rồi bốn cõi vô sắc nó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó là 31 cõi. Thì ở đây chúng ta thấy là trước tiên nó là bậc thánh A-la-hán thì không thể nào sanh ở cõi bốn cõi khổ, tức là địa ngục, bạn sanh ngạ quỷ và A-tu-la, cho nên bỏ ra đi. Cõi vô tưởng thì cũng không có bậc thánh A-la-hán vì cõi này không có tâm, cho nên mình bỏ. Còn các cõi còn lại đều có bậc thánh A-la-hán. Yeah. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý đó là ví dụ như là ở cõi người với cõi phạm thiên, ví dụ cõi bảy cõi vui dục giới thì có thể là từ người phàm phu tu tập rồi chứng đắc tu đà vần, tu đà hàm, tu a na hàm, a la hán, hoặc là ở cõi thiền sắc giới ngoại trừ năm cõi tịnh cư thì người ta cũng có thể tu tập từ người phàm phu chứng đắc được thiền, rồi chứng đắc được đạo quả từ tu đà hoàng cho đến a la hán. Riêng ở cõi năm cõi tình cư ở cõi này chỉ có bậc thánh a la hàm, rồi từ bậc thánh a la hàm đó người ta tu tập chứng đắc được thánh quả a la hán. Ở bốn cõi vô sắc dù có bậc thánh a la hán nhưng mà người sanh về cõi vô sắc này á, cái yếu tố bắt buộc đó là người đó phải trước đây phải chứng được bậc thánh tu đà hoàn rồi thì đến cõi vô sắc thì mới có thể tu tập tiếp để chứng được thánh quả a la hán. Còn nếu mà người phàm phu mà chứng được thiền vô sắc giới rồi sanh về cõi vô sắc thì ở trên đây không có đề mục để mà có thể tu tập chứng đắc được thiền vô sắc nữa, tu tập chứng đắc được thanh quả. Thì đó là điểm khác nhau giữa các cõi. Như vậy thì tám tâm tố dục giới hữu nhân á, sinh được 26 cõi hữu tâm, cõi vui hữu tâm. Vui, chữ vui ở đây mình sử dụng để mình bỏ ra bốn cõi khổ, bốn cõi khổ. Còn chữ hữu tâm ở đây á, mình sử dụng nó để mình loại bỏ cái cõi vô tưởng. Cho nên tám tâm tố dục giới hữu nhân đó là sinh ở 26 cõi vui hữu tâm. Thì đó là phần nội dung bài học mình học ngày hôm nay, phần tâm quả dục giới hữu nhân. Rồi đó là phần bài học, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thì theo sau thì chúng ta sẽ học tiếp một phần mới nữa, đó là tâm thiền sắc giới. Rồi xin trả mic lại cho Rung. Dạ, chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm tố dục giới hữu nhân ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt với cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phom ma tha dewa na ga ma hi thi ca bổn nhang no anu mô đam tu chi rang ra khan tu sa sa nang. Akasa tha cha phom ma tha dewa na ga ma hi thi ca bổn nhang no anu mô đam tu chi rang ra khan tu no ga ro. Akasa tha cha phom ma tha dewa na ga ma hi thi ca bổn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo. Akasa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no. Akasa tha cha phom ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bổn nhang no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sathu, sathu, sathu. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy tuần.
vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng các bạn đạo mạnh khỏe, được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, xa thu, xa thu. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ. Con chào cả lớp ạ.